Xin kính chào những khán giả thân thiết của Sống Ăn Vui. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. Quý vị thân mến, trải qua 4 mùa xuân, hạ, thu, đông, phát triển mạnh dưới các triển cát thấp ẩm, bên khe nước chảy hoặc men theo đầm hồ nhỏ, có một loại rau cứ âm thầm lớn lên và tốt tươi. Thậm chí có nhà văn đã không tiếc lời khen ngợi rằng, thứ rau này chính là quà tặng thiên nhiên, ưu đãi cho vùng cát nóng ở miền Trung Việt Nam. Nói đến đây, quý vị có đoán ra được đó là loại rau gì không ạ? Bật mí thêm với quý vị là trong các món phở, canh chua của người Việt không thể thiếu đi hương vị của loại rau thơm này. Đặc biệt, nó còn được coi là một loại dược liệu trong y học cổ truyền. Rất nhiều thầy thuốc đã tìm và điều chế những bài thuốc chữa được nhiều loại bệnh phổ biến khác nhau, từ cảm cúm, sỏi thận, gan nhiễm mỡ, xương khớp cho đến cả ung thư. Hãy cùng Sống Ăn Vui tìm hiểu xem loại rau rẻ tiền mà thiên nhiên đãi ngộ, ban làm gia vị và thuốc quý cho con người này là gì nhé! Chỉ 2.000 đồng mỗi ngày sẽ giúp nhiều người bớt bệnh phổ biến. Cây rau ngổ là một gia vị được dùng như rau thơm trong bữa ăn gia đình người Việt. Tùy từng vùng miền, nó còn được gọi với nhiều cái tên như ngò điếc, ngò om, ngò thơm, ngổ đắng, ngổ trâu, ngổ đất. Nhắc đến những công dụng rau ngổ trâu thì nhiều người nghĩ ngay đến hình ảnh cây rau ngổ trâu trong các bữa cơm hàng ngày. Nhiều gia đình coi đây là một món gia vị, món rau thơm không thể thiếu. Ngoài ra, nó còn là bài dược liệu quý giá trong y học dùng để chữa một số bệnh. Trong thành phần của rau ngổ có chứa nhiều vitamin B, vitamin C, nước, thành phần protein, glucid và một số hợp chất giúp kháng viêm hiệu quả. Vậy rau ngổ chữa bệnh gì? Tìm hiểu 14 công dụng tuyệt vời của rau ngổ đất đối với y học. 1. Chữa bệnh sỏi thận bằng cây rau ngổ. Trong y học lưu truyền bài thuốc dùng cây rau ngổ chữa sỏi thận, loại cây này có tác dụng trong việc giảm các cơn co thắt cơ trơn, giúp máu tuần hoàn và lọc máu tốt hơn. Ngoài ra, trong điều trị sỏi thận, cây rau ngổ giúp giãn mạch máu, tốt cho đường tiểu. Trong bài thuốc chữa sỏi thận, người bệnh chỉ cần duy trì thói quen uống nước rau ngổ nấu, có thể giúp thận bài tiết tốt, tiêu sỏi. Dùng một lượng rau ngổ tươi khoảng 500-100g, nấu với khoảng 2 bát nước, kết hợp uống cùng rau mã đề hoặc rau ngô. Để tác dụng của rau ngổ phát huy hiệu quả, giúp làm tiêu sỏi ở thận thì người bệnh nên uống đều đặn hàng ngày. 2. Chữa bệnh gan, máu nhiễm mỡ. Những bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ muốn cải thiện sức khỏe, có thể dùng bài thuốc từ cây rau ngổ để chữa bệnh. Rau ngổ tươi khoảng 100g với bạc hà tươi 50g, đem rửa sạch, phơi khô rồi sao vàng lên, sau đó đem hạ thổ một lần. Dùng cây rau ngổ và lá bạc hà đã hạ thổ sắc với 100ml nước lọc đun trong 10 phút. Uống sau khi ăn tối và duy trì bài thuốc này uống đều đặn trong 1 tháng. Khi dùng thuốc, cần dừng ăn các loại nội tạng động vật, hải sản. 3. Bài thuốc hữu hiệu trong phòng và chữa bệnh ung thư. Một số công trình nghiên cứu đã chỉ ra cây rau ngổ có chứa thành phần ức chế các tế bào ung thư, kháng khuẩn, kháng viêm hiệu quả. Cây rau ngổ cũng trở thành một trong những bài thuốc hữu hiệu để phòng và chữa bệnh ung thư. Người bệnh dùng rau ngổ tươi, rau mồng tơi non khoảng 100g mỗi loại, đem rửa sạch, giã nát và vắt nước cốt uống. Khi uống cho thêm 5 thìa canh giấm ăn được làm từ chuối, uống lúc 12 giờ trưa để công hiệu tốt hơn. 4. Trị các bệnh đường tiết niệu. Một số bệnh đường tiết niệu như tiểu buốt, đi tiểu thường xuyên làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Các triệu chứng khác như đau vùng bụng dưới, vô hóa tiền liệt tuyến, viêm đường tiết niệu thì bài thuốc từ cây rau ngổ mang đến hiệu quả tích cực trong điều trị. Chuẩn bị rau ngổ tươi khoảng 40-60g, một ít nước đun sôi để nguội, một ít muối tinh sạch. Rửa sạch rau ngổ trâu, cho vào cối giã nát rồi lọc với nước đun sôi để nguội. Bỏ thêm một thìa cà phê muối tinh vào khuấy đều và uống mỗi ngày. Nên duy trì uống đều đặn để công dụng rau ngổ trâu phát huy tác dụng hiệu quả đối với bệnh nhân mắc các chứng về đường tiết niệu. 5. Cây rau ngổ chữa bệnh khớp. Rau ngổ chữa được bệnh xương khớp không? Câu trả lời là có, bởi trong thành phần cây rau ngổ có chứa một số hoạt chất tốt cho xương khớp như coumarin, hoạt chất carotin. Đây được coi là bài thuốc vừa hiệu quả cho xương khớp lại vừa giảm tối đa chi phí điều trị, bởi rau ngổ dễ trồng, giá thành cũng rẻ. Khi rau ngổ được thu hái về, có thể dùng ngay rau ngổ tươi để điều chế nước thuốc, rửa sạch, ngâm nước muối pha loãng rồi vớt ra cho ráo. Dùng khoảng 50g rau ngổ trâu tươi, đun cùng 1 lít nước lọc.
Với công thức này, người bệnh chỉ cần đun lửa vừa trong khoảng 20 phút là tắt bếp, đợi nguội là có thể uống. Bài thuốc này có thể dùng hàng ngày mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh xương khớp. Thời điểm lý tưởng để rau ngổ châu phát huy tác dụng là uống vào mỗi sáng. 6. Trị bệnh đái dâm. Những người thường xuyên xón tiểu, tè dâm thì có thể áp dụng bài thuốc từ cây rau ngổ trong điều trị dứt điểm chứng bệnh khó nói này. Sử dụng rau ngổ tươi, cỏ mần trầu cùng rau mùi tàu với lượng khoảng 20g, 20g mỗi loại và 10g lá cỏ sữa nhỏ. Những loại rau trên đem rửa sạch, thái nhỏ rồi đem phơi khô dưới nắng để sắc thuốc. Sau khi phơi khô, đem sắc cùng 400ml nước lọc. Đun tới khi nước cạn chỉ còn khoảng 100ml thì tắt bếp. Đây là bài thuốc hiệu quả đối với người hay tè dầm khi ngủ. Uống vào buổi tối sau giờ ăn, dùng 3-4 lần để có hiệu quả. 7. Chữa bệnh đi tiểu ra máu. Đối với những bệnh nhân đi tiểu ra máu có thể dùng bài thuốc dân gian với cây rau ngổ. Sử dụng rau ngổ kết hợp với cây cỏ tháp bút, rễ của cây cỏ chanh, lấy mỗi loại 10g, sau đó đem rửa sạch, thái thành từng khúc nhỏ, phơi khô. Sau khi phơi khô, đem tẩm với một ít rượu, sau đó xào vàng và sắc nước uống. Liều lượng như vậy dùng trong ngày, chia làm 2 lần uống để cây rau ngổ có hiệu quả. 8. Chữa ho, cảm, sổ mũi. Đối với người bị mắc chứng cảm ho, sổ mũi, hắt xì thì có thể sử dụng ngay rau ngổ tươi. Dùng khoảng một lượng rau ngổ tươi độ 20g, sắc nước rau ngổ và uống đến khi dứt bệnh. 9. Chữa khi nổi ban đỏ. Khi nổi ban đỏ có thể áp dụng bài thuốc dùng cây rau ngổ, cây dây vác tía mỗi loại 20g kết hợp với 10g mỗi loại măng sậy và đọt tre mỡ. Tất cả đem rửa sạch sẽ rồi thái nhỏ và sắc nước uống. Nên dùng nước uống sắc trong ngày, không để qua ngày hôm sau thuốc không có tác dụng. 10. Chữa các bệnh ho lâu ngày do viêm phế quản mãn tính. Bị ho lâu ngày không dứt, dùng cây rau ngổ tươi khoảng 50g, đem rửa sạch, giã hoặc xay nhuyễn, sau đó vắt nước cốt, cho một vài hạt muối hạt vào hòa tan, ngay khi ngủ dậy uống luôn và đều đặn trong 10 đến 15 ngày. Lưu ý là lúc ngủ dậy phải uống luôn, chưa cần đánh răng hay súc miệng. 11. Kháng viêm, chữa các bệnh đau nhức do sưng tấy. Những vết sưng tấy gây viêm và đau nhức, dùng một nhúm rau ngổ tươi đã rửa sạch, đem giã nhuyễn và đắp lên vùng bị sưng tấy. Các hoạt chất có trong thành phần cây rau ngổ sẽ giúp giảm sưng, đau nhức và kháng viêm hiệu quả. 12. Bài thuốc chữa đầy hơi, khó tiêu, tức bụng. Rất nhiều người thường hay mắc chứng đầy hơi, ăn không tiêu. Việc này thường xuyên diễn ra ảnh hưởng đến tiêu hóa. Dùng rau ngổ châu tươi đem rửa sạch kết hợp với mộc hưng nam, sắc với 1 lít nước, đun đến khi cạn chỉ còn 250ml thì tắt bếp. Lượng thuốc trên uống 2 lần trên một ngày. 13. Kháng viêm và nhanh lành vết thương do mủ. Người bị mưng mủ vết thương lâu lành để kháng viêm, tránh nhiễm trùng thì giã nát rau ngổ tươi, sau đó đắp lên vết thương. Lưu ý là trước khi đắp cây rau ngổ phải rửa sạch và sát khuẩn vết thương. 14. Trị vết thương do rắn cắn. Người bị rắn cắn muốn điều trị vết thương có thể dùng cây rau ngổ tươi khoảng 15-20g, kết hợp với kiến cỏ 25g, tất cả rửa sạch và giã nát rồi thêm khoảng 20-30ml rượu trắng. Lọc lấy nước vào uống, còn bã thì dùng đắp lên vết thương do rắn cắn, uống đến khi vết thương liền và không đau nhức. Quý vị thân mến, từ những công dụng của rau ngổ kể trên mà việc thường xuyên bổ sung thực phẩm này vào thực đơn ăn uống sẽ là cách để các thành viên trong gia đình hưởng những lợi ích tuyệt vời. Vậy rau ngổ nấu món gì ngon, giữ được trọn vẹn hàm lượng dinh dưỡng nhất? Món thứ nhất, lươn om rau ngổ. Những con lươn đồng vàng óng được nhúng qua cho bếp hay nước muối pha dầm cho hết nhớt, cắt bỏ đầu, ruột, rửa sạch, cắt khúc chừng 2 đốt ngón tay. Rau ngổ non, rửa sạch, giữ cọng, không cần thái nhỏ. Bạn dùng chiếc nồi đất, xếp lớp rau ngổ dưới đáy, cho lươn vào, đặt theo vòng tròn. Tiếp đó rưới nước cốt dừa, bột nghệ và hành lên, đổ nước xâm xấp mặt nguyên liệu, nêm gia vị, đợi 15-20 phút cho ngấm rồi đem om trên bếp lửa liu riu 20 phút. Lươn chín bắc xuống, rắc thêm chút rau thơm, lạc rang giã nhỏ, chuẩn bị nước chấm với tương hạt nghiền nhuyễn, xả băm, ớt băm, nước cốt dừa và đường, muối sao cho sền sệt. Vị thịt lươn thơm ngọt, rau ngổ mát lành, nước cốt dừa bùi bùi, vị thanh của nghệ ăn kèm bún chắc chắn là trải nghiệm ẩm thực vô cùng hoàn hảo.
Món thứ hai, rau ngổ xào thịt bò. Thịt bò sắt miếng mỏng vừa ăn, đem ướp cùng hành, tỏi, tiêu và bột nêm để chừng 15 phút cho thấm đều gia vị. Rau ngổ nhặt bỏ hết lá già, giữ lại phần cọng non và ngọn, rửa sạch cắt khúc. Tiếp theo bạn cho dầu ăn vào chảo, bắc lên bếp, phi tỏi thơm rồi đổ thịt bò vào xào chín đều, rồi chút ra đĩa riêng. Bước sau, bạn xào rau ngổ, chín tới sẽ cho thịt bò vào, nêm gia vị vừa ăn, đảo đều là hoàn thành. Món thứ 3, nấu canh chua rau ngổ kiểu miền Nam. Bạn chọn mua cá lóc hay cá diêu hồng làm sạch, sát muối để hết nhớt rồi cắt thành khúc. Rau bạc hà tước sạch vỏ, thái vát. Trước khi nấu nêm bóp cùng chút muối để bớt ngứa. Cà chua rửa sạch đem bổ thành múi cau. Dứa gọt sạch, thái lát chéo mỏng. Đậu bắp cắt bỏ hai đầu rửa sạch rồi thái lát vát miếng mỏng. Sau khi sơ chế nguyên liệu, bạn bắc nồi lên bếp, cho dầu ăn vào phi thơm hành tím. Chút cà chua vào xào mềm, nêm chút nước mắm tạo thành mùi thơm. Tiếp đó đổ nước sấp mặt cà chua, nêm gia vị vừa ăn. Chuẩn bị chút me chua, thêm ít nước nóng vào để dầm nát. Chắt lấy nước cốt đổ vào nồi. Sau đó bạn cho dứa vào giúp làm thơm nước dùng. Theo sau đó là bỏ cá vào. Khi cá bắt đầu chín, bạn cho đậu bắp, bạc hà vào đun khoảng 3 phút thì thêm giá đỗ. Đợi khi nồi canh sôi lại, bạn hãy thêm rau ngổ, nêm lại gia vị vừa ăn là hoàn thành món canh chua kiểu miền Nam hấp dẫn rồi. Món thứ 4, dê xào rau ngổ. Thịt dê tươi mua về bạn rửa sạch, thái miếng mỏng, ướp chung cùng chút dầu ăn, dầu mè, nước mắm. Rau ngổ nhặt lá già rửa sạch, xả ớt thái nhỏ. Bắt chảo lên bếp, cho 2 muỗng dầu ăn vào đun nóng. Tiếp theo cho xả vào đảo qua rồi đổ thịt dê vào xào cho săn lại. Khi thịt dê chuyển màu hạ lửa nhỏ, thêm ớt, rau ngổ vào đảo đều, nêm nếm lại gia vị rồi tắt bếp. Lưu ý khi sử dụng cây rau ngổ. Khi sử dụng cây rau ngổ, bạn cần lưu ý một số điều như sau. Trước khi sử dụng nên rửa thật kỹ để loại bỏ vi khuẩn, côn trùng, giun sán dính trên thân cây. Bởi đây là loại cây chuyên mọc dưới đầm lầy nên cần ngâm rửa kỹ để tránh bị ngộ độc khi sử dụng. Tuy chưa có một tài liệu nào chứng minh rau ngổ có tính độc nhiều, tuy nhiên để tránh những tác dụng phụ không mong muốn, tốt nhất không nên sử dụng quá nhiều. Khi sử dụng rau ngổ để điều trị bệnh cho trẻ em, tốt nhất là cha mẹ nên hỏi ý kiến của bác sĩ trước. Nếu gặp bất kỳ tác dụng phụ nào khi dùng rau ngổ, bạn cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán. Quý vị thân mến, quả thực những công dụng của rau ngổ mang lại vô cùng bất ngờ đúng không nào? Quý vị đừng quên bổ sung thường xuyên loại rau tuyệt vời này vào thực đơn của mình để bổ sung dinh dưỡng cũng như phòng ngừa bệnh tật nhé. Chúc quý vị ngon miệng và khỏe mạnh với những món ăn bài thuốc từ rau ngổ.